đây là toàn motor giảm tốc vì thứ chuyển bằng 7 thì vì thứ chuyển bằng 7 cho nên là khi chỉ lấy 1.400 chia cho 7 ấy, đây này thì nó sẽ ra 200 vòng phút nhé. Đó. Còn nếu mà lấy 1.500 mà chia thì nó ra tầm tầm độ hơn 200 vòng một xíu. Số khách thì người ta gọi là 210 vòng, 215 vòng. Nhưng mà để mà hiểu đơn giản thì nó là từ 200 cho tới 210, 215 cho nó dễ hiểu. Thì tất cả những cái hộp này đều là giảm 7 lần, giảm 7 lần. Đó, thì là cái đơn này là dành riêng cho một cái khách mà người ta dùng cái tốc độ nó cũng hiếm người dùng, gọi là tốc độ 200 vòng phút. Thì đây là chân đế. À đây là bằng bích. Cái gọi là chân đế. Bích chân đế này.